thơ như em này thì lại hay các bạn nhỉ đó ừ. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn Hôm nay mình trở lại thăm cái mảnh vườn nho nhỏ của mình đây à, Là cái vườn vải mình đã phun siêu lân nhé Phun cách đây vào tuần trước ấy Thì hôm nay mình lên để thăm và cập nhật gửi đến các bạn các anh chị Xem là cái tình hình hoa vải lọc lá thế nào các bạn nhé à, Lọc thì cũng ra nhiều, mà hoa thì cũng ra nhiều các bạn ạ <laughs> Cụ thể là thăm, cụ thể là xem là những cái cây mà hôm trước nó còn im, im ý Thì hôm nay nó có ra chưa Và hôm trước một số cây mà À, đã ra ra rồi thì hôm nay nó thêm lên thành lá như thế này này đó và một số bắt đầu nó cũng đẩy lọc kẹp hoa này đó thì nó lên như thế này này ô hôm đấy phun phóng kiểu gì vẫn còn em sâu này các bạn này vẫn còn em sâu ăn này đó hôm đấy phun hay là em này em từ dưới em lên ấy. đấy loại này nó cắn hoa kinh khủng luôn đấy các bạn ạ mình bắt luôn này đây các bạn ơi đó dùng tay xử lý ngay nhé không nó cắn khủng khiếp luôn đấy hôm mà cái đấy mới tuần trước mình xử lý thôi Uh, thu cả lúc sâu nhưng khả năng là không tới được rồi Ê, nên là em này vẫn là to nhé chưa phải là mới nở đâu mà em này cắn phát là hỏng luôn nó cụm hoa luôn đấy đó thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn cái tình hình hoa lá lộc sau một tuần phun nhá xem là ra sao xem thành bại gì không đây cái lọc à, một số lá thì bắt đầu cụp nó, nó rơi các bạn này Nếu nó quăn thì nó rơi nhé, một số nó quăn thì nó rơi uh, là nó rũng ấy nó không phát triển được đây ví dụ như mình thử sờ vào lá này các bạn nhìn này Đấy, đây sờ này, nó tở luôn này. Đó, đây nó rụng luôn lá này. Đấy, đây như thế này là 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 rụng lá này là teo lá thành hoa. Đó, nó quăn thì là được. <laughs> quăn vào sờ là rụng này. Ví dụ như sờ đây nha. Đó, đây. Động vào nó rụng. Đấy, còn như lá này thì chắc là không rụng này. Lá nó duỗi thẳng màu đỏ là không rụng được này. Đấy. Đây, lá rụng này Đó, thì hoa đây, những cái cụm hoa đây. Đây những cái cái, cái mày hoa này nó à, màu mày lá này rụng này. Đây lại rụng này. Đó, sờ dụng luôn nhé Ôi những cái lá này thì không dụng được <laughs> Lá này không dụng được Đó thì cập nhật cho các bạn các anh chị một số cây phía bên này Tiếp theo thăm từng cây một xem mức độ như thế nào nha Và tỷ lệ ra sao nhé ừ, Đây như thế này thì lên được đúng không phải không các bạn Đó đây Còn đây thì là trăm phần trăm lọc rồi này Đấy À vẫn còn cái gọi là nách nách Chấm chấm một chút tránh trắng trắng này Nhưng mà <laughs> lọc dài Cái lá này nó rất là to khỏe rồi đó, như cây này thì cảm thấy uh, lên được khoảng tầm riêng cây này nhá. Thì với mức độ hoa này các bạn nhìn này, hoa này, chùm hoa này, chùm hoa này, chùm hoa này. Đó thì cây này lên được khoảng tầm 70%. Đấy còn lại lá, đây, còn lại lá như thế này đây. Vẫn là một cành lên, vẫn một chỗ khoanh. Đấy, như cành này thì trăm phần trăm lá. Đó, rồi ok, một cây được 70% trăm nhé còn như cái cây, cây cây nhỏ nhỏ này các bạn nhìn này. Đó, cây nhỏ nhỏ này. này. Cây này thì các bạn xem được bao nhiêu phần trăm hoa. Đây hoa thì có một vài cành đây Thì nhìn thấy rõ hoa này đây. Còn như thế này thì uh, lọc nó khỏe này Hoa nó mỗi tí ở đầu này Thì cái này sau nó teo nhé Cái này một số thì nó dụng được một tí tẹo thôi Đây như cái mày nó quăn quăn lá thì nó dụng này Nhưng lá này thì không dụng được rồi Lá màu đỏ này thì không dụng rồi Thì sau này nó cũng sẽ teo hết hoa thôi Không bỏ bèn gì cả Đây hoa này cũng thế đây Hoa nó rất là gầy Lọc to Lọc to Lá to thì hoa gầy Thì sau sờ vào những cái mày nó cũng dụng hết đấy. Đấy, nó sẽ dụng hết không không còn đâu đấy, như thế này đây như thế này này trăm phần trăm lá đây <laughs> đấy chín chín lá đây và nếu có cái mày hoa ở đây cái nách hoa thì nó gầy và còi thì tự nhiên là nó nó lọc nó lên thì nó nó chèn và dụng hết đấy, chỗ này thì cây này thì xác định là 90% gọi là 90% đến thời điểm này là lá nhé còn khi mà nó để nó thành hoa thành quả thì có lẽ là cần phải 99% là lá <laughs> còn một lại một hai cành có 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 hoa thôi nói chung là hoa rất là còi và gầy đó dài cũng khoảng tầm 20 cm rồi lên rất là khỏe và nhanh nhé Đấy. phía bên này những cái cây này cũng như thế này Đấy. lọc lên nó lên nó đẩy khỏe lắm một số nách hoa thì không bỏ bèn gì cả nói chung là nếu đã lọc lên rồi thì kèm vào thì nó rất là đuối nhé còn một số phía cành phía bên kia thì hoa khỏe rồi các bạn cả đó vẫn là một cây thôi nhưng hoa nó khỏe hơn cả mày nó rụng đi nhé tức là cái mày của cái cái lá non ấy thì nó quăn vào nó rụng còn như thế này thì không được này đấy trở sang một số cây bên này xem sao này đây một số cây này thì lên được này công nhận là so với một tuần trước và tuần này lên nó lên hoa nó cũng tương đối là nhìn rõ rồi rồi hoa lá thế nào là rõ rồi đấy đây đó cũng tương đối rõ đấy nói chung là cây này thì đạt Ờ uh đến thời điểm này thì nhìn thấy hoa như thế này thì cũng ra được gần như là uh, khoảng tầm 90 phần nhé 90 phần trăm nhé đấy hoa đây đây hoa đây Đó. rồi phía bên này nữa xem sao wow hoa lá Ui, nó lên cao thế các bạn ạ có cây 20 phân lọc 20 phân rồi nói chung là nếu đã đẩy lọc thì nó lên cực nhanh nhé đấy còn hoa thì nó sẽ lên chậm đây hoa thì nó lên mới được khoảng chùm chùm như thế này thôi nhưng mà lọc này các bạn nhìn này cái cành này lọc nó lên này một gang luôn rồi này Đó. Đấy. đây nó sang dây sang rồi đây nói chung là cái khu này là lọc hoa lá các thứ là nhìn nó rất, rất là rõ rồi đây nữa này, này những cái cành này đây ừ. rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn sang, sang mấy cái cây đầu kim kim mà hôm trước mình khoanh nặng xem là hôm nay nó đã đá lên chưa nhé Đấy, còn như thế này nó đã lên được khoảng tầm hoa lá lên được cái gì thì lên mà không lên được là xem còn đầu kim hay không nhé còn như thế này là cây này nó được khoảng tầm 8% phần trăm hoa nhé Còn một số thì lọc đây cành lọc đây đó cành bên này là hoa này kèm lọc này và bên này thì là nguyên lọc này đấy nguyên lọc này thời tiết các bạn biết bây giờ đang như thế nào đang chuẩn bị muốn mưa to này đang muốn mưa rào này đó mưa rào luôn rồi này <laughs> mình vừa đang nói là muốn mưa nó mưa luôn ngày 27 Tết đó cây đây hôm trước mình phun cả cái thằng uh, thuốc bệnh đấy nó còn đang bám ở trên lá đây đó thuốc bệnh thuốc sâu thuốc hoa ok nhá bây giờ là chỉnh triển uh, khai quay nhanh không là mưa giờ là mưa rào to ấy. cơn mưa đang rất là nhiều đây à, đây cái, những cái em đầu kim đây thì bây giờ lên lọc này đầu kim đây giờ hôm trước thì bảo đầu kim thì chờ ăn thua nhưng hôm nay thì lên lọc này đây lên lọc đây đầu kim đây Đấy, cảnh cành lá thì rất là đẹp. Đấy, còn phía bên này, cây bên này thì trăm phần trăm lọc này. trăm phần trăm lọc. Cây này thì, cái nào, cũng có cành hoa. Được khoảng tầm một nửa hoa các bạn ạ. Đây, hoa đây. Lọc đây. Lọc với hoa đây. Còn nguyên lọc đây. <laughs> thế nó mới tệ chứ. Đây. Đấy. có vẫn là cành bên này là hoa này. Đấy, là hoa kèm lọc này. Và nguyên lọc này. Đó, nó là như thế. Ờ à còn những em đầu kim hôm trước hôm trước xem đầu kim này các bạn ơi vào hôm nay thì nó thò ra như giá đỗ toàn bộ lọc này đấy ô đa đá, đá một chút này cũng đá đá một chút này rồi đầu kim cũng đã uh, bắt đầu uh, bật nhé nhưng mà bật tỷ lệ bật lọc nhiều nhé ừ. đây nữa này trăm phần trăm lọc cái hoa này thì không tính rồi cái hoa nó nách này không phải là hoa rồi cái nách này hoa gầy lắm ấy rồi đây nữa Đó. À. lập xuân thì được hai hôm rồi các bạn nhé lập xuân ngày 25 mươi nay hai tết à. rồi những cái em đầu kim lá vàng này. khoanh nói chung tương đối nặng ấy mình khoanh tương đối nặng đấy đây đó, hoa này cũng ra rồi còn uh, phía đây, những cây em này cây này là mình không khoanh riêng em này các bạn nhìn thấy hai màu lá khác nhau màu này màu xanh đen này đây và cái này màu vàng lá vàng này đây thì màu xanh mình khoanh à không khoanh thì nó cũng có ra hoa ra lọc này đây cũng ra hoa này đây cũng lại có lọc này còn em vàng này cũng thế này em lá vàng này cũng thế này khoanh lá nó vàng ở hẳn ứng đi này thì vẫn có lọc này lọc này và bên này là cũng có kèm đá hoa một tí này đây lọc này hoa này nói chung là khoanh hay không khoanh năm nay nó cũng đều như thế thì phải nào sang cái khu bên những em đầu kim này xem là có báo gì chưa nhé đấy, lá các bạn nhìn thấy không lá nó xuống lá và cụp lá đi mấy cây này hôm trước là mình còn tưởng là các cụ đi cơ <laughs> tưởng các cụ đi cơ nhưng mà chân lạnh toát cơ nhưng mà không đi các bạn nhé thời điểm này là không đi rồi nhưng mà xem có thành gì không đấy bây giờ bắt đầu nhí lên đấy, nhí đầu hoa cái tầm này khoảng tầm năm hôm nữa thì lên sẽ rất là khỏe này hoa đây <laughs> đầu bắt đầu thì trắng trắng còn một số thì bắt đầu bắn bắn kim kim lên như thế này thì chắc là ra lọc rồi đó đây kim đây đấy cái kim lớp trước mà hôm trước mình bảo kim kim thì xem còn ra được không thì đợt này kim thì bật lọc nhiều nhé đây còn đây vẫn còn kim tăm như thế này cơ mà đấy, đây, lọc đây wow đó. cái cây ở phía để mình khoanh cây nào khoanh gần như là khoanh lá nó xuống lá luôn các bạn lá nó xuống mà nó gần như kiểu nó vàng lá đi luôn ấy đó. thế nhưng mà cũng không thấy hiện tượng là đến thời điểm này cái đầu kim hôm trước mà giới thiệu với các bạn ấy là nó đẩy hoa theo cái đúng cái lịch này đâu mà nó lại đẩy lọc ấy chứ thế mới buồn như đây đấy đẩy lọc này nào, sang cái cây bên này xem sao nhé đây cái, cái em mà Hôm trước mà lá nó cụp đi mình còn phải gọi là băng keo lại Băng lại cái gốc để cho nó tránh chết cây ấy. Thì xem thế nào nhé Đó gốc đây Rất là bự luôn đấy Và đây đầu kim của em nó đây Đây vẫn Nhưng mà đá lọc thật các bạn ạ Kim hôm trước lên thì giờ thì thành đá lọc rồi Thì nảy lọc rồi Đây lá cụp mà Và bây giờ bắt đầu lên lọc này Lá các bạn hình dung là so với cả cái lá của nó nó gần như là, là 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 xuôi lá xuống mà xuôi lá xuống lá vàng nhưng mà gần như chết cây thế mà vẫn không ra được hoa đấy lọc đây bắt đầu ra nhé đây của các bạn thì thế nào cái cây đầu kim cách đây khoảng nửa tháng thì giờ bật thế nào có bật ra lọc như thế này không cây đầu kim cũng thành lọc hết này cũng bật lọc chứ không có bật hoa luôn cái thế... cây này cây đầu kim này gần như cái cây em mà cái em mà muốn chết này này tức là mình khoanh nặng ấy là đến thời điểm này lại là bật lọc thật trăm phần trăm rồi cây này là trăm phần trăm nhé nhưng so với những cái cây khỏe khỏe bên kia thì còn được một nửa hoặc là 6 70 phần trăm hoa đến thời điểm này nhưng với em này thì đây đó trăm phần trăm hết trăm phần trăm hết một phần trăm lọc rồi đấy còn cây đầu kim như hôm trước các bạn mình cũng bảo là xem cái đầu kim thì xem thế nào thì có 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 hiện tượng gì thì giờ các bạn cùng comment lên xem sao nhé còn như cây đầu kim của mình giờ thì nó lại bật thành thành lọc rồi. đấy còn cây em bên cạnh thì nó lại ra hoa nhé thì được này. đấy cây này là lá thì nó khỏe hơn, lá không gục xuống như là em bên này. đó em này là em mình khoanh vừa phải hơn nhá, thì hoa đây, đó hoa đây, đó hoa đây, Ồ, dày quá, cái chỗ này thì sau mình sẽ phải tỉa tỉa cành trong tán đi nhé. rồi, còn bên này thì Em này thì cũng là mình cũng khoanh tương đối nặng và giờ thì vẫn là đầu kim đây, cũng còn chưa thấy gì đây. Tăm một vòng. Wow. Và lọc đây. Cái này thì chắc là cũng đã hoa này các bạn này. Cái này có kẹp hoa này. Đó, kẹp hoa. À. Ở đây thì các bạn biết là mình cái cây này là mình mới mới cá vào. Trước đây có một cây to nhé, cây to này là bị đai, bị chết. Chết thì mình trồng cái em bé này vào bên cạnh. Và em bé thì ra rất nhiều hoa luôn cạnh em bé này có một em hút gió này các bạn nhìn này em này em ấy nghỉ giải lao đây này đó thành thơi không ừ. em kỳ nhông em hút gió đây đang nằm nghỉ giải lao đây còn cây này thì hoa ấy, tương đối là nhiều ấy chứ như cứ cái mà cả vườn đều, đều được như này thì có phải ấm ấm không phải không các bạn đấy bây giờ thì đấy, mỗi cây bé tí thì lại 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 hoa lại nhiều còn những cây to to đây đấy như thế này thì lại còn thấy hy vọng này các bạn này tức là khi mà nó mới ra nhé, Đấy, mới ra thì đầu nó đầu nó có hoa là đầu nó trắng và nó không có ngạnh lá ra thì yên tâm này, như thế thì yên tâm này. Đấy, còn như thế này thì là là báo lỗi này, báo hỏng này. đây vẫn ra như thế thôi, nhưng mà cái ngạnh của nó ra dài hơn này. Đấy thì đương nhiên cái lớp kim hoa phía sau này, này, cái lớp mà kim kim đầu kim này này là cũng không nói chung là tỷ lệ hoa rất là đuối nhé. Oh. còn phía cây này các bạn nhìn này cây xanh này một 100% phần trăm lọc này đây một phần trăm lọc nó một trăm phần trăm lọc luôn này thấy cây chứ nhỉ Để ra thời điểm mà đúng tiết ra hoa luôn đấy chứ không phải 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 ra sớm hay ra muộn đâu một trăm phần trăm nhưng mà toàn bộ là bật lọc hết thôi như em này thì lại hay các bạn nhỉ đó ừ, rồi mình trêu nó nó chạy rồi Nào, còn chuyển di chuyển sang đây xem nhé Còn một số thì đầu vẫn kim nguyên này các bạn nhỉ Đầu vẫn cứ tăm nguyên này Đấy, Tăm nguyên này đấy, Một số bên này thì bật được này đấy, Bật như thế này thì yên tâm này Bật được như thế này thì yên tâm này Đó, đây. Tầm khoảng tầm một tuần nữa Lên thì sẽ uh, Cây hoa này nó sẽ rất là dài luôn đấy các bạn Một tuần nữa thì cái này nó phải dài được khoảng tầm 10, 10 đến 15 phân 10 đến 15 cm nhé Đó hoa đây Đó, hoa đây Đó. Đấy, mấy em gà em bới này. Đây, hoa như này ra thì nó sẽ đẩy đẩy hoa chùm rất mạnh này. Đây, bởi vì hôm trước mình cũng đã kích thằng uh, siêu lân ấy. Uh, siêu lân 10, 16, 10 Đó, đây. Thì ra là nó cái mức độ lên cũng tương đối là được. Nếu cái nào lên được là lên mà không không được hoa là ra lá. Đấy, giống như cái em này này. Em này bên này này. Lá đỏ chưa các bạn? đỏ rực rỡ luôn đấy nhưng mà nó vẫn có một chút hoa nhé có vẫn có cành có hoa nhưng mà gần như trăm phần trăm lá cành bề, em bên kia cũng thế thôi đấy thì dạo quanh quanh một cái này thấy là thời tiết nó đang ấm các bạn nhé ngày hôm qua hôm nay nó đang ấm ấm vào rơi vào khoảng tầm 28 độ và ngày mai nhé hết ngày mai sang ngày 29 thì nhiệt độ sẽ giảm rơi từ 11 đến 16 độ tức là nó rét hơn thì lúc đấy nó sẽ hãm lộc lại hát lọng lại thì cũng nếu gọi là hết tết nguyên đán ấy, trong cái dịp tết mà nó đón không khí lạnh ấy, thì lọc nó cũng hạn chế đi một tí tức là nếu rét càng sâu rét càng mạnh thì cái 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 phát triển lá này nó sẽ kém đi thì hoa nó sẽ giữ được hoa đấy thì quan trọng là có rét được 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 theo cái mức độ như thế không nhưng mà dự báo thì rét đến khoảng tầm 15 16 độ thì cũng không rét mấy các bạn ạ, rét bình thường thôi nên cái việc mà lá dự đoán là lá nó sẽ phát triển rất là nhanh đặc biệt là đến mùng 10 tháng riêng các bạn nhé mùng 10 tháng riêng hết cái đoạn lạnh tây nguyên đán lên thì có lẽ là nhìn cả đỏ cả vườn luôn đỏ cả đồi luôn đấy các bạn đấy như những em này này đấy tầm mùng 10 cái thì có mà lá chắc phải cả cùm này luôn cả cụm này luôn các bạn nhé đấy cứ cành có hoa cành lá thôi đấy, thế này đó thế lạ chứ vẫn có một một cành nhé cùng khoanh nhé cùng một cành chứ không phải là cùng một gốc nữa cùng một cành luôn này đấy cùng một cành luôn này thì cái nhánh ở dưới này thì toàn bộ là lá nhưng cái cành phía trên này thì lại có hoa năm nay nó lại khác biệt như thế chứ đấy lạ nhé đó đây còn phía bên này thì mình thử sang phía góc này xem sao nhé những cái cành nó ra hoa chùm thế này thì có phải thích không nhưng mà được mỗi cái cành này, mỗi cái nhánh này ra thôi Còn bên trong là lọc chùm, và lùng quanh là lục chùm hết Chùm đỏ nguyên luôn đấy chứ đấy, Đây này, lọc trong thân Người ta bảo hoa trong thân, quả trong thân Thì mình có lọc trong thân này Toàn bộ Và bây giờ thấy mưa vừa rồi mưa rắc mấy hạt Nhưng bây giờ khả năng là trong hôm nay nó sẽ mưa đấy các bạn đó. Sang phía bên này xem sao À Đó đây các bạn ơi, nó bắt đầu nó ra ở trong nách này. Đấy, mình xem từng cân như là đi từng cây một luôn đấy để xem đấy đây các bạn đi hoa nó trong nách này cụm hoa lá dày này nhìn này thì chưa thấy hoa ra này nhưng mà vạch lên thì hoa tương đối nhiều ở đầu này đấy, như thế này thì cũng có thể ổn ổn nhé Đó, như thế kia nữa cả đấy, đấy. đây là những cành vải ngọt đấy các bạn nhỉ đây cảnh vải ngọt hay vải thiều chính vụ ấy Đấy, vải thiều chính vụ nó cũng đã ra như thế này cơ mà đó thì trong các loại hoa thì hoa vải u uh, hồng nó sẽ rất là dài và màu nâu nhé hoa thanh hà thì hay là vải tàu lai thì nó cũng khỏe hơn cả vải ngọt nó tóm lại là khỏe dài hơn vải ngọt nhưng mà nó màu trắng trắng này còn hoa vải ngọt thì nó sẽ gầy gầy yếu yếu mỏng mỏng hơn so với cả các loại vải còn lại và cái khoảng tức là cái khoảng cách ấy, khoảng cách ấy, thì hoa u uh, hồng nó, nó ra trước thì nó chín trước Thanh Hà thì nó ra sau một chút thì nó chín sau. Và hoa vải ngọt thì nó sẽ còn ra sau hơn nữa. Tức là ra cái độ muộn hơn, trễ hơn so với đội này khoảng tầm 10 đến 15 ngày. Kiểu như thế. Đó thì đương nhiên là nó sẽ ra chậm hơn một chút. Đấy, còn về cái tốc độ nở thì có lẽ năm nay sẽ rơi vào khoảng tầm... Sang tháng 2 các bạn nhé. Bắt đầu từ tháng 2 vì nhiều bác, nhiều anh chị cũng đã hỏi. Hỏi là năm nay là vải được bao nhiêu phần trăm hoa bao giờ nó để đưa ong mật về để khai thác thì nhiều bác cũng uh, hỏi để xem là mức độ để đưa ong về để khai thác đặc sản mật ong hoa vải của quê mình đấy thì nếu mà năm nay vải mà kém như thế thì cái lượng 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 ong nó cũng sẽ lượng mật cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều các bạn nhé nếu không có hoa thì không có mật đó uh, nên là các bác cũng rất là quan tâm trong cái việc mà hoa ở đâu được mùa hoa nở thời điểm như thế nào thì các bác cũng quan tâm nhiều để chuẩn bị đánh ong về đưa từ miền Nam nhé đưa từ miền Nam ra hàng vạn tổ ong hàng vạn cái gọi là cầu ong hộp ong để chuẩn bị đưa về ở quê mình đây còn cái được mùa mật hay không ấy thì lại còn liên quan đến thời tiết ví dụ như là quá trình mà nở mà gặp mưa nhiều thì mật nó cũng sẽ kém Đấy, hoặc là giống như năm ngoái các bác đưa về như mật năm ngoái thì hơi ít hơi đuối nhé mật năm ngoái là không được không không đạt đâu Đấy, năm ngoái thì được mùa hoa đấy nhưng mà mật lại kém. Đấy, và hy vọng thời tiết năm nay cũng thuận lợi cho cái việc mà thứ nhất là làm hoa vải của bà con mình đúng nhỉ. Đấy, làm hoa vải. Ờ, thứ hai là lúc thời điểm nở, thời điểm nở mà nó mưa nhiều thì nó kém hoa, kém quả hoặc nó có thể thối hoa hoặc là không đậu đấy. Đấy. Và tương nhiên là không có mật. Đấy, tóm lại nó ảnh hưởng rất là nhiều. Còn nếu thuận lợi chung ấy thì ong có mật bà con có nguồn thu và đặc biệt là cung cấp ra cho thị trường cái đặc sản mật ong hoa vải Thiều Lục Ngạn ấy, hàng trăm nghìn tấn hàng vạn tấn, nhiều lắm các bạn nhá. Đấy thì xin giới thiệu và cập nhật với các bạn các anh chị một chút cái tình hình hoa vải tại vườn nhà mình nhé. Sau một tuần gọi là kịch lọc cũng như là phun vải, phun học, phun hoa đến thời điểm này, 27 Tết thì gửi đến cô chú các anh chị gọi là tình hình hoa lá lẫn lộn luôn nhá. Đấy Đấy, hoa lá như mùa xuân luôn rồi Đấy, Đó gọi là mùa xuân về mà Lập xuân thì xuân về rồi mà Thì nó tung tóe luôn nhé Hoa lá tung tóe luôn à, Dự nhìn quanh quanh ở vườn này Thì mình đang nhìn thấy là Mức độ da nó rơi vào khoảng tầm 60% nhé 60% hoa Còn lại là 40% là lọc Đến thời điểm hiện tại thôi Còn 10 ngày nữa Thì chắc là nó chỉ còn khoảng 50-50 10 ngày nữa thì 50-50 Tức là 50% hoa 50% lọc được như thế là đã mừng rồi. ở năm nay nhé còn nếu không thì sợ là 60 40 hoặc 70 30 nghiêng về lọc nhiều hơn ấy. đấy tức là tỷ lệ năm nay có thể là có vườn mất trắng hoặc có thể là ra lôm côm đấy thì của các bác anh chị tình hình như thế nào Các anh chị cùng comment hoặc cập nhật tình hình nhé và nhận định những cái việc mà làm hoa vải cũng như là cái mức độ hoa vải thiểu mùa vải thiểu mùa hoa mở nở cũng như là mật ong năm nay như thế nào cũng Thì các bạn và anh chị chúng ta cùng theo dõi để cập nhật cũng như là để giao lưu làm vải thiều 2024 các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn các anh chị là luôn đồng hành. Chúc bà con anh chị chúng ta được mua được giá đặc biệt là chuẩn bị uh, sắm Tết nhé. Hôm nay 27 Tết rồi, sắm Tết một cái Tết no đủ đầm ấm cùng gia đình ăn khang thịnh vượng và um, hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở trong các video clip tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại.